Thưa quý vị và các bạn, một buổi sáng thức giấc, bạn thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi, làn da mịn màng bỗng dưng nổi mụn. Mụn là kẻ thù đáng sợ của mọi làn da, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Trong chương trình Đẳng cấp phái đẹp ngày hôm nay, hãy cùng khám phá bí quyết để giúp cho quý vị và các bạn có một làn da sạch mụn, mịn màng và tươi trẻ. Trước khi bắt đầu chương trình, hãy cùng Phương Nguyên làm quen với các vị khách mời có mặt ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bạn Đoàn Thương đến từ Đống Đa, Hà Nội. Và xin được giới thiệu chị Kim Ngọc, chuyên viên ưu tú của thẩm mỹ quốc tế Bali. Thưa chuyên viên Kim Ngọc, chị có thể cho biết những nguyên nhân chính khiến cho làn da bị mụn tấn công là gì ạ? Xin chào Phương Nguyên, xin chào Đoàn Thương và khán giả của chương trình Đẳng cấp phái đẹp. Mụn là một bệnh của da, mụn là kết quả của nhiều yếu tố tác động lẫn nhau gây nên. Theo nhiều nghiên cứu thì nguyên nhân gây ra mụn liên quan đến những yếu tố chính sau đây. Môi trường, khí hậu, môi trường ít bụi bẩn sẽ làm cho da đẹp hơn. Và mùa hè nóng bức, da đổ nhờn nên dễ gây ra mụn. Ngược lại, khí hậu khô cũng có thể khiến da mất nước và cũng dẫn đến nguyên nhân gây ra mụn. Một nguyên nhân nữa cũng là nguyên nhân hàng đầu, đó là mỹ phẩm. Một số loại mỹ phẩm có thể làm cho tình trạng da mụn của chị em nặng thêm. Không có sản phẩm nào đảm bảo 100% là không gây da mụn. Vì chúng có thể tốt với người này nhưng lại kích ứng với những người khác. Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dầu dưỡng da, mặt nạ chăm sóc, kem chống nắng, v.v. đều có thể là nguyên nhân gây da mụn. Như chuyên gia vừa chia sẻ, em cũng đã hiểu rõ những nguyên nhân chính hình thành nên mụn. Hôm nay, đến với chương trình Đẳng cấp phái đẹp, em cũng muốn được chuyên gia tư vấn cho trường hợp của em. Da em thuộc loại da nhờn nên thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều loại mụn. Đặc biệt là mùa hè, da em thường nổi rất nhiều mụn khiến em rất mất tự tin. Vậy chuyên gia có thể tư vấn giúp em một phương pháp điều trị dứt điểm mụn được không ạ? Da nhờn là loại da khá phổ biến ở nhiều chị em phụ nữ và đây là tác nhân làn da luôn phải đối mặt với nguy cơ bị mụn. Vì vậy, việc chăm sóc da nhờn cần hết sức lưu ý rằng cần làm sao để điều tiết hoạt động của tuyến dầu, giữ cho lỗ chân lông luôn thoáng. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm phương pháp điều trị mụn công nghệ cao tại thẩm mỹ quốc tế Bali, cũng rất hiệu quả cho mọi loại da. Khác với các giải pháp thông thường thì điều trị mụn công nghệ cao tại thẩm mỹ quốc tế Bali sử dụng ánh sáng giải rộng tác động trực tiếp lên vùng da bị mụn, ngay lập tức làm khô và làm phẳng các tổn thương. Bạn có thể nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt của làn da ngay sau điều trị từ 24 đến 48 giờ. Hiệu quả sẽ tiếp tục được cải tiến trong những lần điều trị tiếp theo. Với tình trạng da hiện tại của bạn thì tôi muốn mời bạn trải nghiệm một buổi điều trị mụn công nghệ cao tiên tiến nhất mà thẩm mỹ quốc tế Bali đang áp dụng để bạn cảm nhận rõ nhất hiệu quả của công nghệ này mang lại. Nếu được như vậy thì em sẽ rất vui và em đã sẵn sàng cho buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy chờ đợi kết quả nhé. Vâng, xin được cảm ơn chuyên viên Kim Ngọc về những chia sẻ bổ ích vừa rồi. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với một liệu trình điều trị mụn công nghệ cao tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, trị mụn bằng công nghệ cao được thực hiện theo một quy trình đơn giản đã được chuẩn hóa. Trước khi tiến hành điều trị, bác sĩ sẽ tiến hành soi da bằng thiết bị hiện đại và tư vấn cho khách hàng. Quá trình này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình trạng mụn, về cơ chế tác động, hiệu quả, độ an toàn của công nghệ để có thêm cơ sở chắc chắn cho quyết định của mình. Bước 1. Làm sạch mặt, lấy đi bụi bẩn, khiến lỗ chân lông được khô thoáng. Bước 2. Tẩy da chết để lấy đi lớp da chết khô cứng, đồng nghĩa với việc kích thích tế bào da mới sản sinh, giúp da khỏe hơn và thẩm thấu dưỡng chất sâu hơn trong quá trình điều trị, sau đó xông hơi cho da được dưỡng ẩm. Bước 3. Lấy nhân mụn. Đây là bước gần như quan trọng nhất để dưỡng chất thẩm thấu vào da. Chuyên viên sẽ dùng dụng cụ đã được sát trùng để lấy nhân mụn, phải thật khéo léo để nhân mụn không còn sót dưới da, sau đó làm mịn da sau khi lấy nhân mụn. Bước 4. Đưa tinh chất chuyên sâu đặc trị mụn. Vì sau khi lấy nhân mụn, da sẽ rất mẫn cảm, tinh chất sẽ giúp làm se đầu mụn, kháng viêm để giúp vết thương liền nhanh hơn và không để lại sẹo. Bước 5. Đắp mặt nạ cho da mụn khỏe hơn, chống viêm, ngăn ngừa mụn và làm cho da mịn màng hơn. Để mặt nạ phát huy tác động tốt nhất, thì thời gian đắp mặt nạ khoảng từ 15 tới 20 phút. Sau khi chờ đủ thời gian, chuyên viên sẽ bóc mặt nạ. Bước 6. Bôi kem dưỡng chuyên sâu dành cho da mụn để làn da sau khi chăm sóc được khỏe. Bước cuối cùng là bảo vệ da với kem chống nắng, bụi bẩn. Bạn sẽ cảm nhận hiệu quả thay đổi đáng ngạc nhiên sau liệu trình điều trị mụn với công nghệ cao tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Vâng, Đoàn Thương có thể chia sẻ cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm liệu trình điều trị mụn công nghệ cao tại Thẩm mỹ quốc tế Bali không? Vâng, thật sự bây giờ tôi cảm nhận được rất rõ ràng những hiệu quả đáng ngạc nhiên sau khi được trải nghiệm một liệu trình điều trị mụn công nghệ cao tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Làn da được hồi sinh trở lại, tình trạng da nhờn, những vết thâm do mụn cũ để lại cũng được cải thiện rất đáng kể, làn da mịn màng và săn chắc hơn. Chắc chắn đây sẽ là một trong những công nghệ làm đẹp mà tôi muốn gắn bó lâu dài. Xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều vì đã tư vấn cho tôi một buổi trải nghiệm làm đẹp đầy thú vị.
Nếu quý vị và các bạn còn bất kỳ điều gì thắc mắc về việc điều trị mụn, đừng ngại ngần hãy gọi ngay tới số điện thoại 0945 36 8989. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.